nắng nôi mà anh chạy xe anh không phải lạnh nha anh, được muốn chết luôn. Nghĩ sao mà chị, mình chị nghĩ sao mà giờ chị mở máy lạnh, chị coi lại con người của chị sao mà đi xe người ta không mở máy lạnh cho chị, chứ không phải tại xe đâu, tại tài xế đâu. Sao mà anh không mở máy lạnh tôi sao? Cô chị nghĩ coi, từ hồi nãy giờ chị lên xe giờ có 10 phút rồi mà địch mấy cái là xả nhăn buồn què mình thúi dữ vậy, địch thúi vậy mà kêu người ta mở máy lạnh, mở máy lạnh nó cũng ra cho chết hay gì à? Ủa con người nó u mũi, bao nhiêu mũi đâu mà chị mở máy lạnh nó đóng cửa cho hửi hửi địch vậy hả? Hả? Thưa âm binh. Ủa mày chạy xe trả tiền cho mày chứ bộ, thì lỡ tao có đặt mấy cái mày cũng đáng mày hửi đi, tao trả tiền cho mày. Bắt mền nó gì đặt rồi chị hửi, chị lên xe mà chị hửi đặt rồi ai hửi, tôi hửi đặt cho chị hả? Tao trả tiền xe cho mày mà. Ủa, trả tiền xe là chị có trả tiền hửi đặt không? Con người vậy thì dục quá, lịch sự miếng đi. Có lên xe du lịch ngồi rồi, thôi buổi giờ là 2019, qua 2020 rồi, đặt đó thì nói là bác tài ơi, bác tài hạ chuyến xuống á, cho em đặt cái, rồi bác tài đóng chuyến lên. Còn cái này đi lại giờ, tôi quê chị nó giờ mấy lần rồi, làm như là chị tôi quê dữ lắm rồi, chị nói xíu nữa tôi chụp chuyến xe luôn á. Tiền bạc nói với thằng này cho xe, tiền bạc không quan trọng.